Như vậy là sau khi mình tham quan xong cái tu viện Bát Nhã thì mình sẽ di chuyển vào trong thác Liên Ngài nhé. Cung đường đi vào thác Liên Ngài thì cực kỳ khó đi. Nếu bạn đã từng xem mình đi phần trước khi mà mình chưa vào á, thì các bạn sẽ biết cung đường nó khó đi như thế nào. Nhưng mà mình vẫn chưa có đến được thác Liên Ngài cho nên rất là khó chịu. Lần này sẽ quyết tâm đi cho bằng được. Và mình sẽ để cái video này gần như là full về cái cung đường đi luôn nhé các bạn nhé. Để cho các bạn cảm nhận được cái độ khó của cung đường. Cũng như bạn nào mà muốn khám phá nó thì phải lựa chọn các loại xe đi cho nó phù hợp nha. Và cũng thông qua cái kênh này thì mình rất mong kết nối được với tất cả các bạn, đặc biệt là những người thích đi du lịch bằng xe máy, đi du lịch một mình. Và cũng rất là mong rằng là khi các bạn ghé qua kênh của mình thì để lại cho mình một nút đăng ký và một like, cũng như sẽ có cho những comment góp ý để với mình có những chuyến đi du lịch an toàn hơn, với lại video nó có chất lượng cao hơn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Đến đây thì ở trên bản đồ nó ghi là đồi chè Tân Châu hay là Tam Châu gì đó các bạn nhá. Đồi chè Tam Châu. Đó, thì theo như mình đánh giá thì cái vị trí này nó khá là giống với Hồ Tà Đùng ở trên Đắk Nông á. Okay, thứ nhất là về độ cao cũng tương đối cao so với mực nước biển. Cái thứ hai là khí hậu ở đây cũng rất là mát. Ở đây cũng có hồ. Tuy nhiên thì cái hồ ở đây thì nó không có đẹp được bằng như hồ Tà Đùng. Nhưng mà nếu như sau này được đầu tư phát triển du lịch thì mình nghĩ rằng là chỗ này nó cũng vẫn có tương lai đấy. Khó đi rồi đấy. Bắt đầu đến những cái cung đường gọi là đường lên trời. Tại vì cung đường này mình nói lúc nãy rồi đó, là mình đã từng đi qua cho nên mình thấy nó cũng không có gì là bất ngờ cả. Mình đã từng đi qua đây một lần rồi. Nên là bây giờ mình chỉ là trải nghiệm lại thôi. Mà lần trước là mình đi một mình thì cái cảm giác nó ghê hơn rất là nhiều. Lần này thì mình đi hai người cho nên mình cũng không có sợ hai thằng đàn ông. Cho nên là cũng ok đi các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn thấy được đi đã không? Đường này thì chỉ có đi mùa khô thôi, chứ mùa mưa là chịu rồi. Đây là thực tế đường đi vào thác Liên Ngài các bạn nhá. Nó khó đi như thế này ạ. Mình cũng không biết là nó có cái cung đường khác nào nó ngon hơn hay không, nhưng thực tại thì theo như mình tra trên bản đồ và cũng xem một số các cái kênh YouTube người ta đã từng đi vào thì nó là con đường này thôi chứ không có đường khác ấy. Một là các bạn đi từ phía Đạ Tẻ sang, hai là các bạn đi từ phía đồi chè này đi lại. Thằng em mình đi cùng này, nó đi cái xe này vào cái đường này nó không biết đâu có kén. Tại vì xe này nó đi đường nhựa quen rồi. Đấy, bây giờ đi vào cái đường này mới gọi là xe ngon xe bền hay không thì đi vào đường này mới gọi là thử thách này. Đó. Đường này là đường đá luôn, cái dốc này đá nó trôi xuống đây quá trời luôn. Về số thấp đi cho đỡ phải phanh, cái thằng này nó phóng này. Đập chính, đập mũi gì đó. Okay. Đây bây giờ đi xuống này, đi xuống lòng hồ. Tại nếu mà chúng ta đi thẳng đường kia là các bạn sẽ phải vòng sang bên kia, có nghĩa là theo cái đường con đường cũ trước đây mình đã từng đi. Đấy, bây giờ đi xuống đây là để đi sang bên bên phải cái hồ này. Đó, đây đúng rồi, đúng rồi, nhìn thấy cái hồ này là đúng rồi đó. Ở đây thì vẫn có sóng nhá, sóng điện thoại vẫn có, để cho nên các bạn vẫn nhìn được bản đồ. Rồi. Ok, đúng rồi. Đi thẳng tiếp. Rồi bây giờ sẽ đi xuống dưới lòng hồ này, xong đó rồi vòng qua bên kia, miễn là có qua được không ha. Đó, các bạn vòng xuống theo map này là xuống dưới này, đây, cái đường sát mép hồ này.
Hôm nay cũng phòng, tại vì xe thằng thằng em nó bình xăng nó nhỏ lắm, cho nên mình có nói nó là cầm theo cái dây tiêu và cây xăng, tại vì nếu mà không có xăng dự phòng á, thì vô trong đấy hết xăng là nhọc rồi, cho nên cũng phòng rồi mang theo cái dây tiêu. Nếu mà nó bị hết xăng giữa chừng thì mình sẽ rút xăng từ bình xăng của xe mình ra, tại xe của mình thì chắc là không hết xăng được cả. Đồ đây mà mình đi thoải mái, đi đến chiều còn chưa hết nữa. Đó, đây mới là khám phá này, cung đường khám phá này, đường mới luôn đấy các bạn. Đằng em đang trôi đằng sau tật 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 đang lại xuống chỗ thấp rồi dưới lòng hồ này đó, các bạn đi theo đường này nhá, mình thì không không biết là con đường này nó có thành công hay không, nhưng mà Không ha, để hỏi xem nào. Anh ơi, cho em hỏi thăm cái đường có đi được không? Đường này có đi được không? Em đi qua thác bên kia mà có đi được không anh? Dạ. Dạ, đi xe máy này được ạ. Dạ rồi, cảm ơn anh. Nhưng mình thấy thì cung đường này nó chỉ khó đi thôi, chứ không phải là không đi được các bạn nhá. Qua cái đoạn khó kia thì đoạn này đi vô kia tư. Đoạn này kia nó hơi bụi một chút, nếu mà đi hai ba người thì cố gắng đi hàng ngang hoặc là đi gần nhau một chút thì đỡ bụi, hoặc là đi xa hẳn ra. Nếu đi khoảng cách vừa vừa như thế này thì người ở phía sau sẽ rất bị bụi, rất là bụi. Rồi, ở vị trí này thì mình cách cái thác Liêng Ai này 3,6 km. Rồi, như vậy là sắp tới rồi. À, trong này khu dân cư này có cả home này, homestay này, đẹp chưa? Vậy là nếu mà chúng ta đi vào trong này chúng ta đi du lịch được ấy. Nè. Cái hôm này hôm gì? Hồ Ngọc Homestay, xịn chưa? Rồi. Vậy là trong cái hôm này sẽ chắc chắn sẽ có vị trí camping đó, vừa nói xong đây camping này. Và thăm thác Liêng Ai chắc chắn luôn. Như vậy là nó cũng đã có dự án và cái khu chắc là cái khu hai cái khu này người ta đang đầu tư để làm đường kìa, làm từ khúc đó trở ra. Có thể là nó sẽ đổ bê tông hoặc là đá cấp phối gì đó. Uầy, hai cái chân nó vàng như đất đường luôn. Kiểu này vào đây chắc phải tắm một cái chứ. Vào được cái thác này chắc phải tắm. Rồi, 3 km nữa là tới. Theo như nhìn trên bản đồ là phải vòng qua cái hồ này, vòng sang bên kia mới tới kìa. Cho nên là bọn mình đang đi bên này thì chắc chắn là chưa thể tới được. Nhưng mà đường này đi ngon các bạn nha. Bạn nào đi cào cào thì ngon, chứ mấy bạn mà đi xe xe lớn một xíu thì thôi, tôi khuyên tốt nhất các bạn đừng có đi vào đây. Các bạn đi cào cào Sachia, Exciter gì đó. Rồi em. Mấy dòng xe phổ thông á, Dreamway gì đó đi đường này tốt. Xe của mình xe MT75 mà chạy vào đây cũng đang thấy rất là ngon này. Mà sau qua này về là vẫn phải bảo dưỡng đấy, để cho nó nghỉ Tết. Cái này là vòng qua cái đầu của cái hồ. Đây, chỗ này có cái tràn nước này. Xe thằng em này nó bị non hơi rồi. Cái gì? Nổ hả? Làm sao nổ được? Trời nóng hả? Không sao đâu. Nó bị dơ thôi, dừng lại bơm cho nó tí không? Hay là đi non này cho đỡ trượt? Thôi đi vậy đi. Gần tới rồi. Nè, 2000 mét nữa nè, thác Liêng Ai, Tân Lộc, Bảo Lâm. Đấy, cứ máu đi cho đã, dơ hết rồi này. Qua chân này. Ai vòng qua là lộn lên đi là đến này. Thôi cố gắng đi chậm nữa nhá. Xuống dốc thì em cứ để số 2 số 1 cho tự trôi, đừng có phanh làm gì. Xong này ra Bảo Lộc chắc phải kiếm chỗ rửa xe mới đi về được đó. Ừ. Rồi đi tiếp, tính bơm xe nhưng mà thôi bơm căng lên đi nó trượt đấy nhá. Đi. Quay ngược lại để đi sang bên kia. Đi sang bên bờ bờ phải của cái hồ này. Đấy, cái đường nó chắc mình nghĩ là nó cũng chỉ như thế này thôi. Nó cứ như thế này là đi đến nơi luôn đấy. Chắc nó cũng không khó hơn đâu.
Bây giờ sẽ lên dốc và lộn ngược lại để sang bên bờ phải của cái hồ này. Lúc này mình đi từ bờ trái thì bây giờ sang bờ phải. Và cái thác Liên Ngài thì nó nằm ở bên bờ của cái phía phải này của cái hồ này nhá. Đây có chữ thác này, đây. Đấy, chữ thác đấy, người ta cũng có chỉ dẫn đấy. Các bạn đi theo chỉ dẫn nha. Từ lúc nãy từ qua cái bờ hồ này là mình thấy có cái chữ này. Em nó đang lo cái xe. Mẹ người ta nói đi thoải mái là đi từ từ thôi, bố phóng kìa. Bụi mù. Đấy, sắp tới là xe nó hơi non hơi cho nên nó lo. Mà chính ra đường này đường non đường 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 đá này đi non non lại ngon. Chứ đi căng quá thì nó dễ dễ thủng. Đấy, ngon chưa? Đấy, cái xe thì nhỏ mà thằng này nặng cái trăm mấy chục cân, hơn 100 cân. Xe nó hơi quá cái quá tải. Lúc như thế này thì mình nghĩ các bạn nên xuống số thấp để xe nó tự trôi nha. Cho các bạn đi nhanh rồi các bạn phanh là các bạn sẽ ngã chắc chắn luôn. Ví dụ như nó dốc quá thì đi về để xuống số 1 hoặc là vừa số 2 thôi. Chứ còn cái mà các bạn đi số cao mà nó trôi nhanh mà trả về số thấp là nó sẽ khóa bánh lại luôn đó. Ui thằng kia kìa. Phóng nhẹ thôi, mày phóng thế mẹ cán vào đá là thủng lốp luôn đấy. Mẹ thủng lốp vào trong này là nhọc luôn đấy. Đấy, bảo đi thoải mái lên mà phóng như điên. Rồi sắp tới rồi, đến chỗ này nó là cách thác bao nhiêu? 800 mét nữa. Theo như Google Map thì cứ cho thêm khoảng 500 mét đi đường rừng nữa. Là khoảng tầm 1.300 mét thì đó, khoảng một cây mấy nữa là tới đó. Mình gặp là bên kia hòm Hồng Ngọc gì đó, bây giờ vòng sang bên này. Thì từ bên này các bạn nhìn sang các bạn sẽ thấy cái hòm Hồng Ngọc nó khá là rõ luôn. Nó có dịch vụ chèo sắp này. Chắc chắn là thế. Để lợi dụng một cái tài nguyên của cái hồ này. Bên này còn có cái nhà ông nào là xoay cái xịn không? Không nhìn lên được các bạn ơi. Nhìn lên nhanh thôi chứ còn ngó ngó lên trên này sợ xe xuống rảnh. Đó, bây giờ ta phải lên dốc này. Sắp tới rồi. Mình chuẩn bị phải rẽ vào trong đường rừng rồi. Đi tiếp đi, chưa tới mà. Ủa? Từ 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 từ. Ở đây nó có cái biển nè. Đường lên thác. Ủa? Vậy là phải đi đường này hay là sao? Từ từ nhá. Trên map là nó ghi là phải qua khúc cong này mới cua. Thôi, ở đây nó có cái bảng chỉ dẫn nè. Thì mình đi đường này đi. Nó cắm cái biển hại não vậy. Đây. Đường. Đường vô thác với đường lên thác là một rồi. Múc đi. Rồi lên đây là nó ghi hoàn thành rồi nè. Phía sau kia là nó ghi là đường vô thác. Còn đường này là nó ghi là đường lên thác. Chắc chắn là đường này rồi. Có thể là chỗ này có cái chòi này là người ta canh chè. Rồi các bạn thấy chưa? Đường nè. Đường lên trời. Bắt đầu thấy khó khăn rồi đấy. Sao không thấy cái dấu xe nào ta? Từ sáng rồi chắc là chưa có ai đi vô đây à? Bây giờ thằng này thể hiện khả năng leo đèo này. Cái này mà không mang theo xăng dự phòng là chết luôn á. Đấy, xe kia. Ấy chà, ấy chà. Ê. Đây có bảng chỉ dẫn nha, các bạn không sợ lạc nha. Đây này, có chữ thác này, đó. Mỗi lần có cả ba ngã tư là nó đều có bảng chỉ dẫn. Đó, cứ thế đi thôi. Có nghĩa là chỗ này sẽ có
Theo như mình thấy cái chỗ này á, trung chuyển là sẽ có dịch vụ đưa xe, đưa các bạn lên trên này nếu mà xe các bạn không đi được. Nhưng mà cứ đi đi, chỉ sao đâu. Đi đến lúc nào không đi được nữa thì sẽ để xe lại. Nhưng mà mình xem trên kênh, các kênh YouTube thì mới thấy người ta đi được mà. Hả? Đi. Gửi xe 10k, không gửi. Chào. Rồi. Cái đường này là đường rất là khó đi nha các bạn nha. Có nghĩa là chỉ cần một sai sót thôi là các bạn sẽ phải xuống vực. Đây. Một bên là vực, một bên là dốc. Rồi, cái chỗ lúc nãy là phải tắt máy đó cho nó trôi, tại vì sợ nó cướp số. Không biết thằng em có đi đâu. MT15 vào thác Liêng Ngài. Rồi, chết máy. Không biết là quả này có thiệt hại gì không đây. Bạn vừa đi vừa rồi thì nó không vấn đề gì. Mà đoạn tiếp theo thì không biết thế nào nha. Rồi. Đi nào, đi nào, đi nào. Rồi, chết máy tiếp. Cứ từ từ thôi các bạn, đừng gấp vội. Đối với con đường này là phải từ từ. Hai chân. Hai chân rộng bằng vai. Rồi. Rồi. Lên đến cái chòi này rồi. Chắc là đoạn này phải nhường cho thằng em đi trước. Về về. Ê, nhường cậu đi trước. Bạn đi trước đi. Cái xe thở hồng hộc, người cũng thở luôn. Vào được nha. Nhưng mà phải có kỹ thuật một chút, tại vì một bên là vực, một bên là núi. Và cái cung đường này thực tế nó chỉ là cái lối mòn thôi nha. Nó chưa hẳn là đường. Đó, cho nên là để cho chắc ăn là các bạn cứ phải nhấp cồn, nhấp phanh liên tục và đừng có co chân lên nha. Các bạn nên nên đi bằng bằng ba chân. Đấy, bốn chân chứ. Đó. Chỗ này mình nghĩ nên tắt máy này. Đó, tắt máy cái gì? Già côn, già phanh cho nó trôi. Tại vì nếu mà chúng ta vào số thì chúng ta sẽ không kiểm soát được tốc độ đâu. Đó, chúng đẩy bây giờ nổ máy này. Mình cũng không biết là cái cách này có đúng hay không, nhưng mà mình thấy hiệu quả. Đó. Đấy, chỗ này là đoạn duy nhất mà bạn có thể co chân lên được. Đi đi, đợi gì? À dạ, quẹt nhá. Cụ này quẹt trên đá này. Rồi rồi, nghe tiếng rầm rầm rồi. Đấy. Không biết là có trớt cái gì không từ lúc đó. Hả? Cái gì? Hết chưa? Hết đường hả?
Hết đường thì chắc phải để đây thôi. Đây đây, lùi lại nè. Lùi lại, lùi lại. Đây đây. À, chỗ này chắc là cũng có ông nào để xe rồi nè. Từ từ. Rồi. Ok. Cây này để cho nó đỡ lún. Đó. Rồi. Uầy. Bẻ cái cành cây á, bẻ ngang đó. Xe nặng này không sợ thôi chứ. Xin phép thần linh cai quản khu này nhá, cho bọn con vô thì bây bọn con chơi thì bọn con chỉ đi tham quan trải nghiệm thôi chứ không làm gì cả. Thôi để xe đây thôi. Let's go. À, đoạn này có đi được nữa đâu, đến đây là phải dừng rồi. Thôi đây, dòng chính của nó trên kia này chắc phải tháo nón ra đi bộ lên nè. Lội lên không lên. Hay là tháo giày đó. Đi 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 đi. Wow. Hả? Trong đó mình thử xem trơn không nhá, mình nghĩ là trơn. Thôi đi vòng qua bên kia đi. Thôi hình ảnh đầu tiên về thác Liêng Ải này. Đi cái này phải cẩn thận. Rồi. Wow, đẹp chưa. À đây họ bắt cái cây qua luôn nhỉ. Đấy, bao nhiêu lâu cứ nói thác Liêng Ải, bây giờ đấy đi tới nơi đây này. Tạm thời phải xử lý cái đồ giới này đã. Quên không tháo ra. Tính lội khô lên đây mà chưa kịp. Cứ dịp lội. Ướt mất rồi. Đây là vị trí nhiều người review này. Đây, chỗ phơi tất này. Còn đây là một đoạn mà mình đã cố gắng hết sức để có thể có được những thước phim từ trên cao. Tuy nhiên thì trong cái khu vực của thác Liêng Ải này, thứ nhất thì không có sóng điện thoại các bạn nhé. Cái thứ hai là sóng GPS nó rất là yếu luôn. Cho nên là khi mà cái máy bay của mình nó cất cánh lên thì nó bắt đầu bị trôi. Mình mang đi cả hai cái máy bay nhưng mà cả hai cái đều không có dùng được. Mình cũng không biết là với các YouTuber khác thì người ta có thiết bị xịn hơn đó, nên người ta có thể bay được. Các bạn có thể sang kênh của các YouTuber khác bạn xem nhé. Nhưng mà về cơ bản thì mình thấy rằng cái thác này rất là đẹp. Có nghĩa là làn nước đi nó xuống nó trải đều ra, cho nên là cảm giác rất là thích. Và nếu như bạn nào mà có máy ảnh xịn với các cái filter tốt thì các bạn chụp hình ở đây cực kỳ phê luôn nha. Khi chúng ta đứng gần chân thác thì nước nó bay ra rất là nhiều, cho nên là quay phim nó cũng cảm giác nó đã lắm. Rồi. Đây thác Liêng Ải đây các bạn nhá. Mình đang ở trong thác Liêng Ải ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. À cái này cũng không biết phải Bảo Lộc không ạ? Quên đi rồi, cái này là cái gì nữa? Không phải Bảo Lộc. Mà cái thác khá là nổi tiếng nha. Rồi. Cái cây mà các YouTuber hay đứng này. Nhưng mà hôm nay vào đây thì mình không có quay được flycam các bạn ạ. Nói chung không có sóng. Mình đã cất cánh lên rồi nhưng mà máy bay nó trôi quá nên hạ xuống.
Rồi đẹp chưa? Giờ đi qua cái cây này. Đó, thấy cái cây không? Đấy, mình đang phơi đôi tất ở đây này. Đó. Rồi. Còn cũng mạo hiểm đấy. Mà cái cây này nói cho hắn ta rồi cũng được thôi kìa. Ai đi qua cho nó xong đi. Rồi. Muốn có trò hay là cũng phải mạo hiểm vật. Đấy, ngày hai anh em đi chật vật từ sáng bây giờ đến giờ mới buồn đến đây. Đẹp chưa? Đúng là xứng đáng với cái công sức bỏ ra. Bạn lên cái thác này. Không quay được phải là cam thì hơi tiếc. Nhưng mà lên được đây thì quá là đẹp rồi. Quay mát ha. Mát quá. Wow. Lên đường nào á? Đấy, quay lại cái góc này được cho anh em nhìn thấy nhau. Wow, nước mây kìa. Ô, ống kìa. Ống này nó dẫn đi đâu? À, cái ống này chắc là trước thả bên kia kìa. Ướt nước luôn. Không. Hả? Không. Wow, đã không? Đây đây là nó mờ luôn này, nó dính cam dính nước này. Đứng ở đâu chụp cái ảnh nha? Đứng đâu chụp cái ảnh? Em đeo chỗ nào? Bước lên tay. Đúng rồi. Bước lên. Nó bị dính nước đằng trước này. Wow, đẹp à. Giờ có cái dây nào kéo nó lên không? Ui, cầu vồng kìa. Này cầu vồng này, thấy không? Cầu vồng đẹp chưa? Đấy. Hả? Cái gì cái chỗ này tắm được này. Tắm được. Đúng không? Tắm đi vào đó tắm được này, nhưng mà nó hơi nguy hiểm, đúng không? Nói như hôm nay cái tảng đá nào trên kia nó xuất ra mà nó bay xuống thì wow, buồn mát ra. Nước nó bay một mặt rất sướng thật. Này nó ướt thì giống như kiểu nó dùng filter vậy. Đã nhỉ. Tàu quá, xin chào đồng trọng. Hello, đúng rồi. Ngồi xuống. À.
Thôi đi về. Về thôi. Anh kêu nhiều. Lời qua đây không? Ôi, tham quan xong rồi, bây giờ xuôi lại đường cũ, đi theo hồ và quay về thác Triệu Hải. Đó, cái thác này rất là đáng để các bạn khám phá các bạn nhé. Đây này, khung cảnh này rất là đẹp này. Đây có một cái cây cổ mà các reviewer hay đứng ở đây để quay flycam này. Nhưng mà hôm nay tiếc là không quay được, không thể bay flycam nữa bạn. Đó. Hi, xin chào thác Triệu Hải nha. À không, xin chào thác Liên Ải chứ. Bây giờ mình sẽ đi về. Lội qua đây. Nó khá là trơn nhá. Mặc dù đôi giày của mình đi là đôi giày chống nước á. Chống trơn, chống trượt luôn, nhưng mà nó trơn lắm. Nó vẫn trượt. Đây, ở trên này mình có trong kênh TikTok của mình có một bạn, cũng có một người mà mình theo dõi bạn đấy, và bạn đấy cũng có follow kênh của mình. Đó là bạn gì nhỉ? Kỳ. Đó, mình thấy bạn hay chụp ở cái thác này. Mong biết bạn nằm ở đoạn nào ta? Hình như nằm ở tảng đá này. Đây, tảng đá này phải ta, góc này. Ở đây có rất là nhiều gỗ. Những cái vũng này, ví dụ như vũng này cũng tắm được này. Chỗ này cũng tắm được này. Nhưng mà nó khá là nguy hiểm. Về cơ bản thì mình thấy cái thác này cũng sạch. Nhưng mà cũng có một số nhóm đi chơi, người ta để lại một số sản phẩm mà không nên. Đó. Mình nhìn thấy vỏ lon bia này. Đấy, vỏ lon bia này, vỏ nước lọc này. Chai nước lọc này, lon bia này, bia Sài Gòn này. Cái này là rất là đáng tiếc nhá. Ý thức của bạn kém quá. Các bạn ăn uống được nhưng mà các bạn không dọn được. Nếu mà mỗi người đến mà cũng cứ để lại một ít như thế này thì những người sau đến thì đâu còn đẹp nữa. Thôi, tạm biệt thác Liên Ngài nhá. Hy vọng là một ngày nào đó mình trở lại đây thì cái thác này nó được đầu tư về đường xá, đi lại nó dễ hơn. Chứ thực tế nếu mà thác này là đầu tư là rất là đẹp đó các bạn ạ. Khung cảnh hoang sơ và có rất là nhiều các điểm mà nó về cơ bản thì nó khá là an toàn cái thác này. Vậy thôi nhá, bye bye. Bây giờ mình đi trở về thác Triệu Hải đây. Rồi, bây giờ bắt đầu hành trình đi ra này. Đi bạn ơi. Đây có một tảng đá nó mắc gờ đó, nó không đi được. Nó là quẹt cái gì đó. Đi, lên được mà. Yên tâm. Đường này khó thật nhưng mà chưa gây khó dễ cho mình. Nó là xe quẹt cái gì rồi, chắc tốt. Cái chỗ này mình nghĩ nên tắt máy. Đó. Các bạn nên tắt máy những cái khúc như này nè. Sau đó là trôi. Đó, trôi. Thả côn là nó sẽ chạy. Bóp côn nó sẽ tắt. Đấy, hôm nay là để máy lại. Đó. Cung đường này thì xe địa hình mới đi được thôi. Còn lại các dòng xe khác thì sao thì khỏi đi. Còn nếu không có cận đi một đoạn vô trong này này, xong rồi các bạn gửi xe 10.000 người kia nhá.
ra là mình nghĩ chỗ này nếu mà nhà ai đó làm đường san cho bằng đi, xe đi cho dễ á. Rồi mỗi người vào thu 20.000, ok, mình nghĩ cái đó hợp lý. Giống như thác Triệu Hải đó, họ làm đường đi vào và sau đó họ thu. Nào rồi. Ây da. Đấy. Rồi cũng đến một ngày. Trời xe. Trời chưa. Đổ vào viên đá này. Rời luôn cái tay lóc này ra. Rồi. Chết chưa. Giờ cái đoạn này thì sau khi mà xe của mình ngã xuống mình dừng lại. Xe nó rất là nóng luôn nha các bạn nha. Quạt gió nó vẫn thổi hòa bình thường. Nhưng mà mình để xe thì xe không có nổ. Và mình cũng không biết nguyên nhân tại sao. Mình cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ. Nếu như bạn nào mà có kinh nghiệm về xe cho mình biết nha. Tại sao xe của mình nó để nó không nổ nha. Nhưng mà khi mình đẩy cho cái xe nó lùi lại một lúc một chút thì mình để lại được. Rất là lạ luôn. Mình không biết tại sao. Đấy là xe nóng quá nè. Bị gì mà nó không nổ máy nữa ta. Hả? Vừa ngã đây này. Mà không nổ nữa rồi. À nổ rồi. Lên lên lên. Cuối cùng cũng ra được bạn. Thì đây là cái hành trình đầu tiên mà mình có nói lúc đầu đó, là hành trình mà mình đi du lịch với mỗi tour chỉ có 500.000 thôi. Cho đến thời điểm này thì bọn mình cũng chưa có ăn trưa các bạn ạ, cũng đã ăn sáng rồi. Chi tiêu về tiền xăng xe các thứ thì hết khoảng tầm, mình chỉ chi cho mình thôi nhá, mình không tính cái cộng kia. Thì cũng đến 250.000 rồi, có nghĩa là còn 250.000 nữa, nhưng mà mình chỉ có ăn trưa. Và cũng thông qua cái kênh của mình nhé, mình rất là muốn kết nối với tất cả các bạn thích đi du lịch bằng xe máy, thích đi du lịch một mình, đi du lịch tự túc. Nên là các bạn mà có ghé qua kênh của mình xem ấy, thì nhớ để lại cho mình một nút đăng ký và một nút like nhé. Và các bạn nếu có góp ý gì cho mình trong quá trình mình đi du lịch nhé, để cho mình có thể có được chuyến đi an toàn hơn, như là góp ý để cho mình có thể xây dựng được cái video chất lượng cao hơn để cho các bạn xem nhé, thì các bạn nhớ để lại cho mình trong phần bình luận các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. À, lần đầu tiên để cho cái xe nó ngã xuống, không biết sao nó lại không nổ, để mãi nó mới nổ. Có thể là do nó nóng quá các bạn ạ. Xe này, mấy cái dòng này là nó nóng quá là nó sẽ không chạy nữa. Nó yêu cầu là chủ cho tôi nghỉ một tí. Để xuống hết dốc này là kiểm tra xem là nó có bị chạy trước hay hơ hỏng gì không. Cái này thì chỉ có độc hành mới đi được thôi các bạn nhé. Các bạn mà đi theo tem, đi theo team á, mà lại có những người mà tính họ không thích cái con đường bụi bặm như thế này, họ không thích những cảnh phượt như thế này, thì các bạn nên cân nhắc nhé. Tại vì mình đi với em mình á, thằng này nó cũng khoái đi phượt lắm. Nó là người đề xuất với mình là cái phương án đi vô trong liên ngải này đấy chứ. Chứ còn không thì mình cũng chưa chắc. Ê! Ê! Đã, lên trong mát để đứng kiểm tra xe tí đã. Đi đường này, đi đường này. Để kiểm tra xem đó, xe nó bị gì không. Đổ đường này xuống, đập vô viên đá. Nhưng mà bên trên viên đá có mớ cây. À đây này, trớt đây này. Rớt chỗ này và bay cái này ra ngoài luôn. Không. Đến đó nó hết đà xong nó rớt xuống. Nó đổ xuống. Chống một cái chỗ đó mà tưởng là nó là cứng nha, nó hóa ra mềm. Wow, lốp xe kìa.
Nhông sên này. Không khéo ra đã té phải kiếm chỗ rửa đấy. Rửa đi. Xong rồi đi về. Bây giờ nghỉ tí đi, cho nó ngồi ngồi xe đi rồi đi.